Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình Thái Việt đang dừng xe ha. Dừng xe thì mình ghé tới Việt mình giao lưu một tí, quay cho anh em xem chiếc xe Longstar. Được chưa? Hôm nay Việt kéo cái móc 6 á. Đây. Trời ơi, trời trụa rồi. Trời ơi, tiếc chưa? Tiếc chưa? Đây anh em. Đây anh em, thấy chưa? Thái Long Star không? Nằm dưới gầm cầu. Để cho Việt ngồi nó Việt cười kìa. Đá đàn. Đá đàn. Thấy không? Long Star anh em. Trời ơi, hầm hố dữ luôn. Yeah. Mình thích nhất là hai ống bô và cái mặt nạ ga lăng. Ga lăng của xe đầu kéo. Thấy chưa? Bây giờ mình lên giao lưu với Việt tí. Cái cỏn này hầm hố thật. Cũng y vậy anh em. Rất đẹp. Chưa? Để mình lên Việt giao lưu một tí đi. Việt anh có cân cho Việt à? Cơm này. Ủa? Họ bán à? Mít. Hả? Mít nè anh. Mít nè. Con lái à? Chỉ nữa đó. Đấy mà nhận được bị phiếu mãi xíu đó. Ờ, nhận là mít. Hả? Mít chi? Mít trường đó. À. Cho lên xe Việt tí đi. Sở như là chị mất mẹ quá anh em ơi. Không, mình ngồi xe mình xong rồi chạy qua đây nghe ấm ru liền anh em ơi. Âm thanh nó có vẻ nó sợ rót kia đi bọn. À, chương trình lỏng chi dưới này đây. Đang soạn đồ lỏng chi à? À. Ừ. Rồi cho anh em xem lại cái không khí ở trong chiếc Longstar. Xả như là tìm không khí. Thì không khí ở trong môi trường ở trong này thôi chứ. Thấy không? Đó, thấy bọn Việt. Xả như là tìm. Việt bữa nay có gì mới Việt hát Không có gì mới hết, chạy Quảng Ngãi tấn á. Hả? Chạy Quảng Ngãi tấn á. Xong chuyển qua đi đường dài. Đi ra làm sổ. Hả? Được cạp rồi nó mặc quần dài rồi bài bản mày. Rồi vô nhà máy của Mỹ mà dẫn không. Nhà máy mua. Miêu không? À miêu à. Bữa nay không có gì mới nữa hả? À? Không có gì mới. Hả? Không có gì mới. Đúng rồi. Đang có đặt cặp đang quá rồi. Đang chi? Đang buông đúng rồi. Đang buông vô Sài Gòn rồi. Hầu có lấy. Bộ đàm đó em. Đó này. Hả? Nói đi, nói được mà. Alo. Bốc vô, bốc vô, bốc. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Ủa, cái này mình nói mình nghe thôi à? Ừ. Họ nghe đâu? Mình nói mình nghe thôi. Ủa, để cái loa đâu nữa? Alo. Nè, lo nè. À. Alo, để. Alo, alo, alo. Ra rồi. Bộ đàm mới nói được cái này. Ra rồi. Nói một việc đáo dài lên cái loa trai trên này rồi. Ủa, cái loa này là tác dụng của hắn này hả? Ừ, cái dụng hắn đó. Nhưng mà họ nói mình nghe với mình nói họ không nghe với đang trừ nói mình nghe rồi. Đúng rồi, mà bữa nay bay Mỹ có tác dụng. À. Mình có bắt sống được sống rồi mà. Bắt không, bữa hôm trước mình có nghe thằng kia nói nè. Ví dụ như ở bên mình á, mà có hai cái như thế này. À, hai cái mới bắt à, được. À, là bắt được. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Hắn bắt tần số tự chọn mà, ví dụ như... chính tùm lum á nè, chỉnh này nè. À. Chỉnh này nè. Tùm lum á. À, ví dụ như số 9 nữa là bên á. Xe hết lệ á thằng số nè. À. Lệ có thằng số nè. À, ví dụ như 23 là bên kia cũng 23 là bắt được, đúng không? À. 25 là bên kia 25 bắt được, đúng rồi. Là kiểu vậy đó. Alo, alo, alo. Alo, alo. Việc nghe rõ trả lời. Công ty đang yêu cầu chạy về gấp. Hú hú gì đó. Ừ, do mình chỉnh chứ. Do chỉnh trong đây nè.
trường đó. Ờ. À hết rồi. Alo, 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 alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Cho mình chỉnh không? Thôi để đi hồi rảnh rảnh ngồi hết kia cũng được. Hả? Rảnh rảnh ngồi hết nữa đó. Mở la lại. Ừ, bài bản ha. Ừ. Không có gì mới rồi ta. Không, không có gì mới. Tủ lạnh có gì mới này không? Không. Trời quá ngã nghèo lắm. Không lạnh à? Không, tắt rồi, ngắt rồi. Rồi nước hư vậy? Nước đang hư được. Hả? Ấy ấy là máy lạnh hư hay là gì ra? Mình ngắt điện nhé. Ra ngắt để đi dùng với cho. Hả? Dùng với không ít bữa. À. Được, cái size này thật sự là cái size này nhìn ngồi đường nhìn hầm hố quá đi. Thôi. Ừ, trời nhìn ngồi hầm hố lắm. Nhìn đỏ thiệt. Mình cảm giác nó sướng rồi nè. Ừ. Anh thấy một máy chạy. Mùng 5. Mùng 5 chạy rồi hả? Ừ. Chiều mùng 5 chạy rồi. Bây giờ chiếc xe màu đỏ nó sơn ra ai chạy? Á màu hồng nhé. Quẹo. Là ai ta? Quẹo đó, cháu con Phỏng á. À. Ừ. Chiếc xe đời máy Việt. 2008 ấy mà. 2008 à? Thấp đỡ vậy? Thì cái lậu mà lậu cất ca chuyển đổi qua từ Bắc Lai chuyển đổi qua cất ca đó. À cái hồi mà cái thằng Century Columbia rồi nó chuyển qua bên cất ca đó. Thời, à. Thời điểm đó là bắt đầu là 2008 đó. 2008 vẫn còn phích lái. 2009 vẫn còn phích lái luôn. Vẫn còn nhưng mà cái lậu đi mới thôi. À. Thì lúc nó ra cái thời điểm đó. Cái chiếc xe nó hồi trước là màu gì, màu tím? Màu đỏ. Đó, à, màu đỏ à. Chiếc gì đầu tiên của Tông Minh Toàn á? Đỏ bầm đó. Ờ. Đồ nhìn lên sơn cái này đi. Ừ. Làm lại hết dần nó khá nhiều đúng không? 172 triệu. 172 hả? Thân xe đi luôn. Em vừa mua anh rảnh qua hoài cái xe kia mà không biết mình đi chạy mua rồi. Được anh nè, chuẩn bị chạy vô nè. Ờ. Chuẩn bị hắn chạy vô nè. Hắn chạy July á, chuẩn bị chuyển rỗng nè. Ừ. Chạy vô trừ cái lo. Ờ. Đứng đây đi lát nữa vô trừ. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ừ. Màn hình nó dùng được không? Ừ rồi, ngát tiền rồi. Ừ. Cái chị cũng ngát hết đó hả? Ngát hết. Với lại chạy với lại chạy gần quá biết không? Cái mình cũng màn hình, màn hình cái này dạng cái máy tính bảng riêng của xe rồi chạy bên kia họ chạy cái xe bị lỗ thì đang bấm lên đây nè. Ờ. À. Y như cái máy tính bảng đó bấm lên đây rồi gửi cho hãng đó. À. Y như máy tính bảng cũng ra lỗ. Ủa là bà hãng riêng quán luôn hả? Ừ, riêng. Thôi về bác thầy. Hai xe riêng hãng cái này à? À. Bỏ vô. À. Trước nằm trên đây. À. Mua ra. Chứ Kỳ bảo sao có. Việc da hay là chạy đầu đi thấy khó khăn không Việt? Không, da chạy bình thường da nhất là da dễ bị dễ lên tâm mơ dễ quạt mình đó. Ừ. Da mà đó. Mà như Việt ở làm thì đâu có chỗ mua gọi là gấp đâu. Hả? Ấy như vô trong nhà máy rồi thấy không nói. Hả? Không nói. Chơi là nó thấy bình thường. Ờ. À. Sợ đi vô mà ví dụ như vô Sài Gòn đó thì có những chỗ góc hoàng là đường nói chung là căng ngay thầy. Cần phải có người xi nhanh chứ không xi nhanh là dễ quơ lắm đó. Quơ thì bình thường nha. Ờ. Về cả người xe chạy cả người xe xuống sắp thì mới mốt cái về đó. Ờ, đang mốt đó. Cắt móc à? Cái móc cổ cò mà cổ cò đời thấp cũng có cái bụng xéo đi nè. Ờ. À. Do đã lắp hai ông bò súng với trợ hụt lên đù thao đó đã lắp hai nói chi nữa còn khá tháo ra cho thở rồi đó. Ừ. Sáu mắt này ủng thở rồi lại cũng được mà không đẹp, không đẹp và sơn lại mới đẹp chứ rồi giờ lại móc mép. Ừ. Thôi đi để về rồi ok rồi về hẹn gặp lại. Ừ. Chúc ngày mới an lành. Ờ, ok. Ồ, ngồi xe này sướng hơn ngồi xe mình nè. Ừ. Hả? À, xe mình yến kêu và rầm rầm hồi mới về kìa, mình dọn hết là kỹ phải không? Cái ở trong là không kêu. Mà đi bắt đầu trả trứng rồi kêu. Ừ. Chạy đường Tuy Hòa. Đó, rơ đồ. Rồi, để xuống quay xung quanh tí nữa cho anh em xem là mình đi về. Ha. À. Để cho bộ việc về. À, bây mình giao hàng rồi kìa. Ừ đấy, đó là những hình ảnh về chiếc Long Star, đẹp không? Rồi ok, thôi tạm biệt bọn Việt nha.
đàn mấy dòng đàn đi bể đàn. Nó thấp quá, gầm thấp quá, hiểu không? Rồi, tạm biệt Việt. Xe hầm hố. Quá hầm hố. Ha. Đẹp tuyệt. Rồi ok. Thì bên Tân Minh Toàn có một chiếc màu vàng nữa. Thì mình để mình coi vài hôm nữa thì có thời gian thì mình sẽ quay cho anh em xem lại chiếc màu vàng, màu cam. Màu cam của Tân Minh Toàn. Thì chiếc đó đời 2008. Bây giờ họ 2008 thì nói chung cũng cũ. Nhưng mà họ sơn mới lại thì rất đẹp, mình thấy rất đẹp. Nhưng mà khi nào mình có thời gian thì mình sẽ qua cho anh em xem có câu màu hồng ha. Và ok, mình xin dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.